Có một lần Albert Einstein ra đề thi cho sinh viên của mình thì các bạn sinh viên khiếu nại rằng: "Thưa thầy, là cái đề năm nay nó lại giống với cái đề thi của năm ngoái." Thì lúc đó Albert Einstein trả lời rằng: "Các em cứ yên tâm làm đi. Đề thi năm nay giống năm ngoái nhưng đáp án thì lại khác." Trên đời này tất cả mọi thứ đều thay đổi, đặc biệt đối với YouTuber chúng ta làm việc ở trên nền tảng công nghệ cao thuộc lại bậc nhất thế giới, thì cái việc thay đổi là cái chuyện tất nhiên mà chúng ta phải luôn luôn nghĩ trước ở trong đầu và phải luôn luôn làm quen với nó. Đối với khán giả của mình cũng vậy, người ta luôn luôn thay đổi, người ta luôn luôn tiến lên, cho nên nếu mà mình đứng yên tại chỗ hoặc là mình bị tụt lại phía sau thì không thể giữ chân được khán giả. Chúng ta hãy cùng theo dõi cuộc nói chuyện với hai kênh YouTube là Nhật ký của bà và Titan 37. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông, đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo, đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Em bị bệnh gì mà phải uống thuốc dạ dày? Em kiểu căng thẳng thì dạ dày nó hành ấy. Thực ra là hôm qua là trước khi chờ để gặp anh là cũng phải ngồi xem kiểu phim hài liên tục 2 tiếng đồng hồ để kiểu giải tỏa tâm lý ấy. Thì nó đỡ, nhưng mà đến đêm thì nó lại bắt đầu nó hành lại, là không chịu được nhiệt nữa. Đâu rồi Khánh ơi, lên Zoom đi, anh gửi tin nhắn. Dạ. Chat room đó. Anh nghe rõ không anh? Có nhưng mà em lên Zoom đi. Nha. Bây giờ phải group coaching cho nó nhanh, nhiều người cùng ấy xem cho nó nhanh. Lúc nãy em có ấy không? Em có xem công chiếu không? À có nhỉ, có thấy bình luận. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em mới xem được đoạn sau thôi, đang xem lại nhưng mà lại tính là để tí nữa mới xem lại tiếp, còn để dành thời gian biên tập video đã. Đến lúc mà cho máy nó ren thì ngồi xem sau. Dạo này bắt đầu ấy hả? Hôm vừa rồi thì kiểu của khán giả xem kênh của em ấy, người ta gọi điện trực tiếp cho em ấy, thì em mới nhận ra cái sai lầm của mình là kiểu như là mình làm nghề ấy, thì mình nghĩ là những cái gì mình chia sẻ phải là kiểu nó mang tính chất nó chuyên ngành một tí cực kỳ không hiểu đấy, nhưng mà hóa ra là khán giả người ta không có nghề thì lại có những điều rất nhỏ thôi với họ cũng rất cần chia sẻ, nên là bây giờ em bắt đầu làm nhiều video và chia sẻ từ những cái thứ cực kỳ nhỏ nhỏ, nhưng mà với những người không có nghề thì có thể đó lại là một cái vấn đề mà họ tìm không thấy ở đâu cả. Thì bây giờ như thế thì em cảm giác em dễ ra video hơn trước ấy. Tại vì thì để chọn cái chủ đề ra video đó đã là khó rồi ấy. Còn bây giờ thì không, như em cứ ngồi lém thạc video thôi. Hiện tại thì chắc là ít view hơn kênh của em, nhưng mà tương lai thì sau khi mà bạn này biến từ cái kênh YouTube này trở thành khán giả, trở thành khách hàng cho cái nghề xây dựng của bạn này, khả năng là nhiều tiền hơn kênh của em. Cái nội dung kiểu chia sẻ về kiến thức này, nó dễ in tiền hơn. Giới thiệu với Thuyên, đây là Khánh là kênh Nhật ký của bà. Kênh Nhật ký của bà dạo này đang nổi tiếng lắm, đang lên truyền hình mấy kênh của các bà Tân Vlog với cả Ẩm thực mẹ làm với Nhật ký của bà là lên truyền hình liên tục. Kiểu đang hot trend. Đang hot trend không? Hot trend, nhưng mà hot trend bây giờ em mới thấy hot trend chứ. Nhưng mà trend từ cái hồi trend nó mới bắt đầu hình thành. Chỉ một trend đấy mà anh ấy làm nên kênh mấy chục ngàn sub. Cái chuyện mà bắt trend đi anh. Em hỏi một chút là hôm vừa rồi em có làm cái video để thử, như hôm anh nói là thử bắt trend ấy. Là trên kênh của em có một cái video mà em chia sẻ về cái phần bê tông tươi ấy. Nhưng mà nghĩa là ý là kiểu các đơn vị bê tông tươi người ta lừa đảo khách hàng ấy. Thì em chia sẻ những cái dạng như kiểu là gọi như đại loại là bóc phốt thủ thuật ăn gian người ta ấy. Thì em mới đặt tiêu đề video là dạng như kiểu là cú lừa siêu to khổng lồ hơn cả bờ Tân Vlog ấy. Nhưng mà thực ra em thấy nó cũng không hiệu quả lắm. Không hiệu quả lắm thì em đã xem cái clip mà kỹ thuật bắt trend của anh chưa? Em có xem 2 lần rồi. Em xem 2 lần rồi, cái quan trọng nhất anh nói là tốc độ nhỉ. Cái quan trọng thứ hai nữa là nó phải có sự liên hệ trực tiếp với cái nội dung của em làm cơ. Dạ. Khán giả người ta đâu có ngu. Giống như bao nhiêu kênh bây giờ đang bắt trend, hãy trao cho anh của Sơn Tùng MTP. Khán giả nó đọc cái tiêu đề, ví dụ như làm về nội dung về cờ vua chẳng hạn, mà hãy trao con vua cho anh chẳng hạn, thì cũng đâu có lý lắm.
mà phải trực tiếp cơ. Hôm trước em cũng tính bắt trend cái bài đấy, nhưng mà mỗi tội là sau thấy kiểu đặt tiêu đề nó cũng hơi lố lố nên là thôi em chả bắt nữa. Đừng có lộ quá nhiều khi phản cảm với khán giả, người ta ấy mà, người ta cũng thông minh mà. Dạ. Đúng không? Nói chung là mình nên tìm kiếm những khán giả thông minh. Những khán giả thông minh sẽ hiểu được điều mình nói nhanh hơn và sẽ lan tỏa cái ý tưởng của mình nhanh hơn. Cố gắng tìm ấy. Còn những người mà nó đầu óc mình nói họ không hiểu thì cứ để người ta xem thôi, chứ còn cũng không hy vọng vào người ta này. Tại vì cái điều mình muốn làm là mình cái thông điệp, cái ý tưởng của mình khi truyền đến một người khác ấy, thì có khả năng tạo ra một cái sự ảnh hưởng, tạo ra một sự thay đổi. Yeah. Nhưng mà em nghĩ là thực ra những cái người mà xem kênh của em thì chắc là cũng phải có tư duy thì người ta mới xem những cái video kiểu như này. Tại vì người ta tự tìm hiểu kiểu mình. Thì thế anh hiểu điều đấy, cho nên là em bắt trend lộ liễu quá lại gây phản cảm cho người ta, người ta lại càng không xem, bảo ông này yeah. thường tào lao. Yeah. Em hiểu không? Yeah. Thôi bây giờ như này bắt đầu nha. Bắt đầu thì mình sẽ xem kênh của Khánh trước nha. Tại vì kênh của Khánh là đối tác của BBTV mà, trả tiền. Dạ, còn kênh của em nó còn nhỏ, chưa vào được BBTV thì sao nha. Vâng. Khánh chia sẻ màn hình xem chút Khánh. Máy này sub của em bị mất. Mất nhiều không Khánh? Mất mấy trăm đó anh ơi. Càng đăng video càng mất rồi hay sao? Đúng rồi. Dạo này bao giờ, dạo này đăng bao nhiêu lâu đăng một video nhỉ? Khoảng từng cái với mấy nay bà em đi tặng thơ rồi cho nên em chưa quay được. À rồi, thấy rồi, đẹp trai rồi. Giảm 82%, giảm 83%, giảm 160 mấy%. Thế thảm luôn. Thế thảm nhỉ. Em mở cái tab mới đi. Xong mở kênh của em ra để anh xem mấy cái video nào. Bấm vào video xem nào. À, bây giờ nếu như mà đăng một video 2-3 ngàn view. Mỗi video 2-3 ngàn view hả? Có một điều em không hiểu là từ khóa rồi em rút gọn đến lúc nào cũng được top. Tại vì em như này, quay chưa nghe video. Tại vì như này, cái giai đoạn này mình làm ấy, cái một video sau ấy chất lượng cao hơn video trước rất là nhiều. Em biết điều đó mà. Yeah. Qua mỗi một video mình lũy thêm được một kinh nghiệm, cho nên là mình cứ làm cho nó chất lượng cao nhất rồi mình hẵng đăng. Em hiểu không? Tại vì cái giai đoạn này anh rất hiểu là cái video sau nó trình độ nó cao hơn video trước một đoạn rất là xa, mà cái đấy mới giữ được khán giả. Hiểu ý anh nói không? Em nhận ra được một điều là video á, em để ý nha, nếu như video nào mà bà nói á thì nó lại có cái khuyết điểm nhiều hơn, với nó ít view hơn là video mà bà không nói mà em làm theo cái phong cách như Lý Tử Thách với Âm Thực Mẹ Làm á. Thì video đó nó lại chuẩn hơn, lắp được đi một số cái điểm về khả năng ăn nói. Thế thì làm thôi, được mà. Nhưng mà như dạ. thế thì em phải quay phải đẹp hơn nhiều nữa. Dạ đúng rồi. Quay em có quay rồi đó, em định hôm nay em video rồi em làm cho chuẩn bị đây rồi đăng lên. Chứ còn quay như này thì lại giống phong cách của vlog quá. Dạ. Yeah. Giống phong cách của quay nghệ thuật kia. Em thích cái thiên hướng về nghệ thuật. Có cái video trứng vịt lộn em có sử dụng máy quay nè. Đâu, anh xem nào. Ừ, cảnh này quay được này. Em nhìn mấy cái bát có đẹp không? Cái thì màu xanh, cái thì màu trắng, doanh nghiệp tư nhân đại lợi này nọ. À, lúc đầu á là cái này là do cái khâu chuẩn bị anh. Thì lúc đầu á là thì đúng rồi.
ngoài cái bát chén chén đá kìa, chén nhỏ nhỏ á. Ai ngờ lại anh hiểu nào. Anh hiểu, nhưng mà bây giờ như này, bây giờ có hai hướng đúng không? Để mình lựa chọn một hướng là đi theo vlog, nó sẽ bớt những cái giá trị về hình ảnh đi, mắt nhìn đi. Mà nó sẽ đi theo cái gọi là những cái tính cách của con người này, những lời nói này, những cái chi tiết hài hước này, đúng không? Với tình tiết của trong video này. Còn cái hướng thứ hai mà em muốn đi theo là em nói ấy, là nó đi rất nhiều về hình ảnh, về màu sắc, về hình ảnh, đúng không? Nếu mà như thế ấy, thì những cái khâu chuẩn bị này nó phải cẩn thận trước khi quay, đúng không? Ví dụ như chỗ này nhá, em không cần phải nhìn hơn cả cái nhà, mà mình chỉ cần phải sáng tạo hơn thôi. YouTube mà mình phải sáng tạo hơn chứ không phải là nhiều tiền hơn. Ví dụ nhá, anh nói nhá, ví dụ những cái bát này nhá, em quay tất cả những cái chữ mà doanh nghiệp tư nhân đại lợi ra phía sau để khán giả không nhìn thấy, để chỉ nhìn thấy màu trắng, bỏ cái bát màu xanh đi, là đồng loạt tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bát thôi, 6 cái chén thôi, xếp cho nó thẳng hàng với nhau, đúng không? Yeah. Ngay thôi. Đấy là những điều mình phải suy nghĩ. Thì nó mới, cái hình ảnh nhìn nó mới đẹp được. Giống như em xem kỹ lại các cái kênh Lý Tử Thủy là Thùy Bùi này nọ đi, tất cả mọi thứ đều rất là đơn sơ, không có cái gọi là vật dụng gì, gọi là đồ mới hay đồ xịn gì cả, tất cả đều rất đơn sơ nhưng mà nhìn rất đẹp, tại vì người ta xếp rất cẩn thận trước khi người ta quay, bố cục rất cẩn thận trước khi người ta quay, đúng không? No. Ừ.